Phủ Tây Hồ những ngày đầu năm mới, cũng như mọi năm, đây là thời điểm mà người dân tập trung tại đây rất nhiều để cầu mong những điều may mắn, an lành cho bản thân, gia đình và công việc. Theo những người dân đi lễ, năm nay công tác tổ chức đã được làm tốt hơn rất nhiều khi tình trạng chặt chém giá dịch vụ, trộm cắp đã giảm thiểu đáng kể. An ninh thì năm nay rất là tốt, mà đi lễ thì rất là mọi người dân đi lễ rất là từ tốn và theo luật ăn mặc rất là gọn gàng sạch sẽ. Và đi đến nơi đâu cũng thấy là thoáng đãng và người dân rất là phấn khởi. Ghi nhận của phóng viên cho thấy tại một số điểm lễ chùa còn đó rất nhiều những hình ảnh phản cảm. Như ngay tại khu vực sắp lễ này, hầu hết mọi người đều chỉ chú ý làm sao để cho mâm cúng của mình thật đẹp, thật đủ đầy mà không quan tâm đến việc họ đang xả rác bừa bãi ngay tại chốn linh thiêng. Còn một số khác lại chỉ mải mê ăn thua với những trò may rủi. Thế nhưng đáng buồn nhất là hiện nay vẫn còn rất nhiều người có quan niệm sai lầm khi bỏ tiền lẻ vào chân tượng thần hay để tiền la liệt trên các ban thờ để cầu mong những điều may mắn. Không phải ai cũng ý thức được những hành động này thậm chí còn hoàn toàn đi ngược lại với những phong tục tập quán tốt đẹp của dân tộc. Thế đấy là mình cũng gọi là tấm lòng của mình để dâng lên các tượng đài thượng Phật thôi, để mình tôn tạo lại những thờ này thôi. Không biết là có sai không nhưng mà mình cứ gọi là cái tâm linh tâm của mình thôi, mình chỉ làm cái tâm thôi. Từ trước đến nay tôi đi chùa thì tôi cũng thấy mọi người đều để tiền lên ban thờ, nhưng về cái ý thức của người dân để tiền lên ban thờ nói chung là để tôi thấy về cái sự mà để tuân tư để vào trong chùa đấy thì để như thế tôi thấy cũng không văn hóa. Theo tôi thì là tôi cứ đầu năm tôi đi thì vào cái bàn công đức và công đức tùy tâm và lấy cái tờ công đức này dâng lên ban và tôi mang về. Dù là câu chuyện đã được nhắc đến từ lâu, nhưng cho đến nay, những hình ảnh phản cảm, không đẹp mắt vẫn tiếp diễn tại các khu vực linh thiêng mỗi dịp đầu năm. Dù việc đi lễ đầu năm là hoàn toàn tự nguyện, mỗi người sẽ có những quan điểm, suy nghĩ khác nhau về vấn đề này. Nhưng nếu không có nhận thức đúng, thì những nét đẹp văn hóa của dân tộc hoàn toàn có thể dần bị mai một, biến tướng. Thank you.